Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến anh em một chiếc máy lọc không khí có thiết kế vô cùng tinh tế, hiện đại, đi kèm với đó là những công năng tốt. Sản phẩm này đến từ hãng Coway. Cho anh em nào chưa biết, đây là một thương hiệu chuyên về máy lọc không khí hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nên mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như công nghệ hiện đại được tích hợp bên trong và phần linh kiện luôn được đảm bảo chất lượng cao. Sản phẩm này có máy hiệu là AP1009CH. Và như các bạn thấy, với gam màu trắng chủ đạo, cho vẻ ngoài khá sang trọng và hiện đại. Thiết kế của máy cũng nhỏ gọn nên phù hợp với nhiều không gian như phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Mình rất là ưng cái thiết kế này luôn. Phần thân máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấp nên anh em có thể dễ dàng lau chùi và vệ sinh máy. Trọng lượng máy là 5,9 kg. Bảng điều khiển với những nút bấm rất là đơn giản, giúp bạn dễ dàng thao tác và điều chỉnh. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có nút Power để tắt mở máy, Auto chế độ tự động, và cuối cùng là Speed để điều chỉnh 4 cấp độ gió khác nhau. Mức độ ô nhiễm sẽ được hiển thị thông qua hệ thống đèn LED với 4 màu riêng biệt, giúp các bạn nhận biết được chất lượng không khí ở trong phòng. Máy lọc không khí được tích hợp cảm biến ánh sáng, có khả năng tự động tắt đèn, hiển thị vào ban đêm, góp phần tiết kiệm điện năng tiêu thụ và không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Về công suất hoạt động, máy có công suất 38W nên phù hợp với những phòng có diện tích dưới 33m². Chi tiết hơn về những tính năng của máy lọc không khí Coway thì không khí bẩn sẽ được máy lọc hút qua khe cửa này và không khí sạch sẽ được đi ra từ phía sau của máy. Coway AP1009CH sở hữu 3 màng lọc bao gồm: thứ nhất là màng lọc trước, giúp loại bỏ các bụi bẩn như tóc rụng, bụi vải, lông động vật. Màng lọc trung gian thứ hai sẽ giúp khử sạch các mùi hôi, mùi khó chịu như là mùi thuốc lá, thức ăn, ẩm mốc. Và cuối cùng không thể thiếu được, đó chính là màng lọc HEPA, giúp lọc và loại bỏ các loại virus, vi khuẩn, đồng thời loại bỏ luôn các hạt bụi mịn PM2.5 trong không khí. Tổng kết lại, với mức giá 6.790.000, mình nghĩ đây là sản phẩm phù hợp cho ai đang tìm một chiếc máy lọc không khí có thiết kế hiện đại. Cùng với đó là những tính năng thông minh, khả năng lọc không khí, bụi mịn PM0.03 với hiệu quả lên đến 99,9%, đảm bảo mang đến cho bạn một không gian trong lành, thoáng đãng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.